Hello, xin chào tất cả mọi người. Và chào mừng mọi người đến với video đầu tiên của My Channel. Và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Mình sẽ cho các bạn coi sân vận động Galaxy Arena. Cái tên thì mình đặt thôi nha bạn, không có gì đâu. Thì mình sẽ cho các bạn coi cái sân vận động của mình. Ok. Đây là bụi nấm, đây là cái chỗ để mình chụp cái hình của cái channel của mình. Để mình cho các bạn coi. Mình đứng ngay góc này luôn, hoặc là góc kia vậy mình không nhớ nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn coi. Đây là cái sân vận động cũ rồi, mình xây cách đây rất lâu rồi. Thì sân này thì nó giống sân Kiên Giang vậy các bạn. Ồ, sorry các bạn, lắc. Nó giống sân Kiên Giang vậy, nó cũ rồi. Quá cũ luôn. Đèn nè, y gan sân vận động Kiên Giang luôn. Sân banh và đường pit khi nào cũng có. Và đây chính là cái sân vận động mình vừa nói tới. Thì sân này gồm có 4 khu, cái này là khu B, cái khu B thì khu nào cũng có cây hết, giống con gì như vậy. Khu này có cây nè. Thì ở đây là mình xây bằng bạc để giống như cái tivi cho nó phản chiếu lại. Còn đây thì không có cái tivi. Ở đây giống cái tivi gì á, giống một phòng gì thôi. Đây là khu C, khu C là cái khu công viên nhỏ nhất, chỉ có mấy cái quà này thôi, cũng có mấy tấm mừng bạc. Và đây là khu chính luôn, là khu A, nó có tên của sân vận động là Galaxy Arena. Thì đây là cái biểu tượng mình làm đại chứ nó không có gì đâu nha mà, làm đại gì thôi, heo vậy. Ok, Galaxy Arena này cái TV nó phải chiếu sẵn luôn. Thì mình sẽ chào mừng AFF Suzuki Cup sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Bạn Việt làm cái chữ này đây. Khu khán đài A thì gồm có qua nè, đa dạng nhất, nhưng mà nó nhỏ hơn khu khán đài B. Khu khán đài B nó lớn nhất, mà khu này cũng được, có mấy con lợn sinh sống, mấy con bò nữa, mấy con cừu nó vô phá. Đây là khu D là cái khu mà giống như là mình ít đầu tư nhất luôn, chỉ xây như đây thôi, đơn giản, cấu trúc đơn giản. Dưới khu B thì chưa, mình sẽ đây là khu D. Có cái phòng ở ngoài này nè. Mình đây là khán đài, mình ở trong sân thì ấy qua thì đây là khán đây là cái chỗ coi miễn phí, không cần phải cho tiền khi vô sân. Mình đứng từ cái hàng rào mình coi. Đứng từ đây coi, không cần phải vô sân, đây là chỗ miễn phí, này mình sáng tạo nha bạn, này là cái chỗ miễn phí mình sáng tạo thêm, cho nên phải đứng đây coi thôi, không được đi vô, được đi vô đây. Đây là khu bán vé xong sẽ đi vào sân vận động, lúc mình sẽ kể sau. Hệ kế bên khu bán vé ở sát cái góc sân thì ở đây có cái góc sân nè. Góc sân này mình cũng chưa tìm được ý tưởng để làm giống gì nữa, mình chỉ có cái khu đi lên thôi, một hồi mình sẽ giới thiệu cho bạn. Thì cái này chưa xây xong hoàn toàn đâu nhớ bạn, còn mấy cái phụ vật lặt vặt thôi, nhưng mà chưa còn mấy cái lặt vặt thôi nhưng mà có thể nói là chưa xây xong hoàn toàn, cho nên còn mấy cái lặt vặt thì cũng còn rồi.
Đây là cái chỗ ghế bàn để ăn uống. Ở khu khán đài A là VIP nhất. Mình sẽ bay cho nó nhanh nha bạn. Đây cũng là khu bán vé. Ta đã chuyển qua khán đài D. Ở khu này mình bó trống, mình cũng chưa biết làm gì nữa. Bạn nào có ý tưởng thì có thể comment ở dưới cho mình về hai cái khu đó nha. Ok, cảm ơn các bạn. Chỗ này thì nó làm gì thì mình sẽ cho đẹp thêm thôi. Đây cũng là khu ăn. Đó, khu ăn. Đây là cái khu máy tính. Cái khu dành cho mấy cái máy tính đó các bạn. Mấy cái dữ liệu đăng tải thông tin về trận đấu nè. Thì thông tin viên sẽ ngồi lên đây. Rồi mình có một con ngựa. Đó, mình ngồi lên nó đang thui luôn. Holy shit, chết ba rồi. Mình lỡ phá rồi. Ok, mình sẽ đi xuống. Ok. Vậy là lành lắm. Chết ba. Oh man. Mình đẩy fuck you. Mày phải đi theo tao chứ. Cái gì nữa đây? Oh no, 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 no. What time is it? Đi vô đây. Đó, trời sắp tối, cầm mình được rồi. Rồi, đó là những khu bây giờ mình sẽ đi vào cái tầng hầm nằm ở khán chỉ có duy nhất ở khu B. Ủa khu D chứ, xin lỗi các bạn. Đây là cái tầng hầm cho xe chạy vô của hai đội nhà và khách. Đó. Đó, đội khách bên kia. Bay chơi nhanh nha bạn. Thì chỗ này mình cũng chưa có ý tưởng, chưa có ý tưởng làm ra gì nữa. Cho nên bạn nào có ý tưởng thì hãy comment phía bên dưới cho mình nha. Ok. Đây là phòng thay đồ của cầu thủ. Đây là một bên khách và một bên nhà. Được chưa? Để mình hình như mình nhớ bên này là bên khách. Bên khách. Away team. Các bạn viết chữ màu bằng cách đánh bấm dấu và bấm lâu lên nó có, sẽ có cái dấu này. Away team. Nhầm. Chim chứ đâu phải tìm. Ok, nó sáng lên rất là sáng luôn rồi. Mình không hiểu tại sao nữa, nó sáng gì. Đây là home team. Nào nào cho nó dễ chịu chút rồi. Đây. Ok, home team. Và mình sẽ đi vào chỗ cái home team. Bồn gì là cái giống gì. Đây là cái phần chứ. Không phải phần kia. Này chỗ gì vậy? Ok, đúng rồi. Đây là chỗ home team. Đây là phòng thay đồ của các cầu thủ. Ý, mình đặt chỗ này. Đó, phòng thay đồ của cầu thủ. Mình sẽ qua bên kia. Away team cũng như vậy thôi. Đó, nhưng mà phòng này thì nó ít hơn. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
Dạ đây là đường hầm tiếng gia sinh nhân động, có chữ nhãn hiệu Fly Emirates. Đó. À, đây là cây sân vận động của mình. Giữa thì nó tự phát sáng, các bạn biết sao. Đây, mình đã nó rất lọc sáng luôn. Các bạn không biết tại sao thì hãy nhìn đây. Bạn thấy gì chưa? Các bạn thấy đó là đá phát sáng. Mình đã nhét xuống dưới mấy cái cỏ đó cho sáng lên. Và ở đây cũng có dàn đèn được tắt bật. Đây là một trong những kiến thức đá đỏ của mình. Mình dốt đá đỏ lắm cho nên các bạn đừng chửi mình nha. Sáng chưa? Lạc quá. Nó quá sáng. Đây là những khu khán đài, thì đây là khán đài của màu, thì ở cái khu đặc biệt dành cho hội cổ động viên. Đây là bảng quảng cáo rất là sáng. Đây là khu của huấn luyện viên và cầu thủ dự bị. Còn trên đây là băng rôn quảng cáo đặt trên đây để hạn chế đặt dưới cho nó đừng có tiết kiệm cho nó tiết kiệm diện tích. Đây là cái sân vận động. Có kích thước là chiều dài là 59 lóc, còn chiều rộng là 31 lóc. Dạ ok, đó cũng là tất cả những gì sân vận động mình có. Nếu các bạn thích video thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Ok, tạm biệt các bạn.